Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia dự án cờ Loto Series hôm nay, giá cho tất cả anh em nhận được 100 đồng boy đồng token của dự án nha tất cả các bạn. Đây thì dự án này nó có trên Sidelay nha tất cả các bạn. Link phần link mô tả mình rồi chuyển về các bạn về Sidelay, các bạn tải về một cái ứng dụng rồi các bạn mở app lên ra, mình hướng dẫn tất cả các bạn đăng ký nha. Thì dự án này bao nhiêu, nó đang bán giá nhiều các bạn chưa list sàn, giá không khởi điểm là 0.1 cho một token. Nếu mà sau này nếu mà nó có list sàn thì các bạn bán khoảng 10 đô thì các bạn đăng ký, rồi các bạn nào mua nếu mà sợ nặng á các bạn đăng ký các bạn bán nha. Rồi các bạn bấm vào chọn giùm mình một này nè, các bạn chọn 84 nha các bạn lướt mình chọn 84 đầu, hoặc các bạn gõ tên em quá tờ nhiều nước ghét Việt Nam mình lúc nào cũng lúc này. Gõ Việt Nam không. Làm đâu ta? Rồi bạn chờ chút nữa. Nhỏ tham gia chứ. Rồi các bạn chọn Việt Nam đã cờ màu đỏ này các bạn. Rồi các bạn nhập số điện thoại của mình vào, bỏ không đầu 3299 31577. Rồi các bạn bấm nút gửi nha các bạn. Các bạn bấm nét nha các bạn. Đã gỡ về cho bạn cái mã OTP, các bạn mở cái SMS của mình vào ra. Các bạn gỡ về mã SMS về, các bạn copy cái mã SMS này các bạn, rồi các bạn chuyển qua bên app nè, rồi các bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn bấm next tiếp cho mình. Đây là một dự án rất là tiềm năng, cũng là rất là ngon nha các bạn. Sau mình sau này nó có list sàn khi nó cho mình giao dịch thì mình sẽ cố gắng làm một cái clip hướng dẫn cho các bạn nha các bạn. Các bạn việc rồi đầu tiên các bạn phát chu name, các bạn ghi họ và tên của mình vào các bạn. Không cần chính xác lắm đâu các bạn. Thi đại dấu không dấu gì cũng được chứ. Rồi bấm next nha các bạn. Rồi bấm next tiếp nha các bạn. Rồi sau khi các bạn ra nó có 100 điểm boy này, để các bạn nhận thêm điểm boy các bạn bấm vào một trang cá nhân đầu người của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhập vào ghi gấp code nha các bạn. Thì một cái mã code này mình có để dưới phần link mô tả, các bạn nhập cái mã code rồi các bạn bấm nút confirm nha các bạn. Đây thì mình nhập cái mã code của mình. Rồi các bạn, tại vì mình chưa để mình nhập nó thì mình quên mã mã code của bạn mình nên mình không có để nha các bạn. Đây thì một info các bạn bấm vào để mình lấy cái mã hướng dẫn, các bạn lấy mã code nha các bạn. Đây thì cái giấy thôi, mình đã đăng ký để mình nhận được 100 boy nè, làm rất lợi vào giấy mã code cho ta. Xin nào để mình kiếm cái mục ấy, cái mục invalid mã giới thiệu của mình là mấy ta, và cái mã giới thiệu mình nằm đâu ta. Chết, biết mà giới thiệu làm đâu. Rồi mình không biết cái mã code mình đâu luôn nha tất cả các bạn. Vậy video mình kết thúc nha tất cả các bạn. Các bạn đăng ký rồi các bạn xóa để các bạn sau này có thông tin gì mình cập nhật lại con này cho tất cả các bạn nha. Chỉ đăng ký bỏ vài phút, chỉ chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.